Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có một bồn tắm mới đấy, mình mới vừa mua các bạn ạ. Bồn tắm bóng. Nằm trong bồn tắm bóng và massage bằng bóng thì quả là sảng khoái và rất là tuyệt vời các bạn ạ. Chính vì thế nên là hôm nay mình mời công chúa Elsa đến tắm cùng. Xin chào các bạn, mình là Elsa. Hôm nay mình được Barbie mời đến nhà Barbie để tắm bồn tắm mới, bồn tắm bóng của Barbie. Mình nghĩ là massage bằng bóng thì quả là rất thích, chính vì thế nên mình đã rất vui nhận lời. Thôi, bây giờ mình và Barbie cùng đi thay đồ tắm đây. Xin chào các bạn. Ô, Elsa, Barbie. Ô, sao Elsa có bộ váy tắm giống hệt của mình này, của em Barbie này? Ừ nhỉ? Elsa mua bộ váy tắm này ở cửa hàng của nàng tiên cá LGO đấy. Thế còn Barbie mua ở đâu? Barbie cũng mua ở cửa hàng của nàng tiên cá LGO. Ồ, thế thì đúng rồi. Chính vì thế nên chúng ta có bộ đồ tắm giống hệt nhau. Ồ, đồng phục tắm. Thích quá. Thôi chúng ta cùng đồng phục tắm đi vào bồn tắm thôi. Ô, tắm bóng và massage bóng quả là rất là thích các bạn ạ. Bồn tắm bóng của Barbie với rất nhiều bóng với đủ màu sắc quả là tuyệt vời. Ô, massage bóng thích quá, thích quá, massage thích quá, thật là sảng khoái. Rất là tuyệt vời các bạn. Ồ, xin chào các người đẹp một tắm bóng thích quá. Cho anh tắm với được không? Rất sẵn lòng. Xuống tắm đi Kem, tắm bóng thích lắm. Vậy thì anh xuống tắm đây. Ồ, thích quá. Ồ, tắm bóng quá là thích. Massage bóng thích quá. Thích quá, massage. Massage cho cả em Barbie. Massage. Ken massage cho cả Barbie đi các bạn. Ồ, thích quá. Barbie ơi, con gì nó cắn vào chân mình? Ồ, con gì? Để Barbie thử tìm xem nhá. Ồ, con gì đây? Wow, một con tôm hùm các bạn ạ. Ui, sao trong bồn tắm bóng lại có một con tôm hùm thế này? Đây quả là một món quà bất ngờ. Để tôm hùm ra ngoài đây, để Barbie tìm xem trong bồn tắm còn gì nữa không nào. Wow, một con cá diêu hồng rất là to. Một con cá diêu hồng rất là to. Như vậy hôm nay chúng ta đã có một bữa đại tiệc rồi với món ăn tôm hùm và cá diêu hồng. Tắm bóng xong thì chúng ta sẽ cùng chế biến món tôm hùm và món cá diêu hồng. Thế là hôm nay chúng ta có một bữa hải sản ngon tuyệt vời.